Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự trực tiếp 8 giờ thứ ba ngày mùng 4 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Trên địa bàn tỉnh, hiện Thanh Hóa có 9 dự án đầu tư khai thác kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụ thể 4 khu công nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn, 5 khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Lễ Môn 87,61 ha, khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga 200,11 ha, khu công nghiệp Bỉm Sơn 516 ha, khu công nghiệp Hoàng Long 76,24 ha, khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng 537 ha. Trong 9 dự án trên, có 6 dự án đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp, còn lại 3 dự án đang triển khai thực hiện. Thời gian qua, chương trình tín dụng ưu đãi của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa với vốn ưu đãi lãi suất đầu tư nông nghiệp, nông thôn theo nghị định của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là gần 46.000 tỷ đồng tại tất cả các huyện trực thuộc, chiếm 74,6% tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh. Với gần 200.000 hộ dân, 555 doanh nghiệp và ba hợp tác xã đang vay vốn, trong đó có nhiều khách hàng vay để thực hiện sản xuất kinh doanh sản phẩm ô cốp và phát huy hiệu quả giúp người vay phát triển kinh tế bền vững. Tính đến hết tháng 5 năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đạt 199.232 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm 2024. Hiện ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện đề án của chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực phân đấu hoàn thành hơn 13.000 căn hộ nhà ở xã hội. Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, đến nay toàn tỉnh đã có 1.817 căn hộ được hoàn thành. Bên cạnh đó, có 13 dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư với tổng số căn hộ dự kiến sau khi hoàn thành là hơn 12.000 căn. Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ khẩn trương lập phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội mới. Toàn tỉnh phân đấu đến cuối năm nay sẽ có thêm gần 700 căn hộ hoàn thành ở dự án nhà ở xã hội. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo đôn đốc các sở ngành, đơn vị địa phương tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn. Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới người bệnh và người dân trong cộng đồng. Sở Giáo dục đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới sinh viên, học sinh. Kiểm tra giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình làm việc, hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 6, Hội đồng dân tỉnh tổ chức phiên giải trình của thường trực Hội đồng dân tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên hệ chiến sĩ mới sau 3 tháng huấn luyện, Hội nông dân tỉnh thanh tra tổ chức quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại thị xã Bỉm Sơn và nhiều sự kiện quan trọng khác. Thông tin chi tiết về các sự kiện này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Tiếp theo là phần tin trong nước. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có phát biểu mở đầu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời chủ trì điều hành chất vấn đối với từng lĩnh vực. Theo chương trình, từ 9 giờ 50 phút đến 11 giờ 20 phút ngày mùng 6 tháng 6, lãnh đạo chính phủ sẽ có phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tại cuộc họp báo diễn ra chiều mùng 3 tháng 6, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cho biết Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 tới đây. Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài dự kiến thu hút khoảng hơn 600 đại biểu, trong đó có khoảng 400 đại biểu từ nước ngoài sẽ tham gia theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các sự kiện được kỳ vọng là diễn đàn kết nối giữa Việt Nam, người nước ngoài, ở trong nước nhằm thu hút nguồn lực cho sự phát triển chung của đất nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký quyết định về việc thành lập 3 tổ công tác liên ngành, kiểm tra đôn đốc, thao gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch năm 2024, các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án đường ven biển, dự án kết nối, có tác động liên vùng tại các địa phương. Thời gian kiểm tra là từ tháng 5 năm 2024 đến hết tháng 6 năm 2024. Tổ công tác có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của địa phương đó. Năm tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt 24,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ, xuất siêu 6,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 64,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm, hầu hết các nhóm hàng đều tăng kim ngạch, diện xuất khẩu tăng. Đóng góp vào kết quả xuất khẩu này có nông sản đạt 13,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,7%, lâm sản đạt 6,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7%, thủy sản đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6%, chăn nuôi đạt 199 triệu đô la Mỹ, tăng 5,6%, riêng đầu vào sản xuất 756 triệu đô la Mỹ, giảm 1,3%. Năm tháng đầu năm 2024, Kinh tế vĩ mô của cả nước tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 5 tháng tăng 4,03%. Tỷ giá, lãi suất có xu hướng ổn định, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Xuất khẩu gạo 5 tháng đạt 4,15 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% về lượng và tăng 38,2% về trị giá, cơ bản bảo đảm cân đối cung cầu lao động. Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2024 cả nước giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu dùng đi lại của người dân giảm sau kỳ nghỉ lễ dài của tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, tổng mức hàng hóa bán lẻ tăng 9,5% nhờ sự đóng góp tích cực của ngành du lịch tính chung năm tháng đầu năm 2024 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 15,1% doanh thu du lịch lữ hành tăng 45,1% chính sách về miễn giảm thuế phí đang được chính phủ trình Quốc hội để triển khai trong thời gian tới một trong số đó là tiếp tục giảm 2% thuế xuất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ thông tin này ngay lập tức được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đón nhận tích cực nửa cuối năm sẽ là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, hoàn thành mục tiêu đặt ra. Việc sớm quyết định thực hiện chính sách sẽ giúp doanh nghiệp có thêm trợ lực để kéo giảm giá đầu vào, tạo dư địa giảm giá bán, từ đó lên chương trình kích cầu cho cao điểm mua sắm cuối năm. Từ hôm nay, ngày 4 tháng 6, các ngân hàng thương mại nhà nước gồm Aribank, BIDV, Vietcombank và Viettinbank sẽ triển khai bán vàng từ 9 giờ công ty SGC thực hiện hoạt động mua bán vàng tại các địa điểm trong mạng lưới theo thời gian cụ thể ở từng chi nhánh. Các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ thực hiện bán vàng miếng SGC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SGC từ khách hàng. Công ty SGC thực hiện tất cả các giao dịch mua bán vàng miếng SGC. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, vào chiều qua mùng 3 tháng 6, tại xã Trạch Mỹ Lộc, xảy ra sự việc gạch vữa sập xuống sân khấu khiến nhiều trẻ em bị thương. Theo lãnh đạo huyện Phúc Thọ, lúc này một nhóm trẻ đang đứng biểu diễn trên sân khấu khai mạc sinh hoạt hè trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc. Sau đó, phần máy hiên cùng nhiều gạch vữa sập xuống. Vụ việc khiến 6 trẻ bị thương, một số cháu được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ để sơ cứu. Các nạn nhân bị thương nhẹ. Sau khi rửa vết thương, các cháu đã trở về. Lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho hay, nguyên nhân được xác định là do mưa nhiều phần vữa của nhà văn hóa bị chóc, rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống. Liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì gần 600 người nhập viện ở Đồng Nai xảy ra đầu tháng 5 vừa qua, bệnh nhi 5 tuổi giới bị ngộ độc nặng nhất đã tử vong sau một tháng hồi sức tích cực ở bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vụ ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai khiến gần 600 người phải nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm do Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các mẫu thực phẩm như pate, thịt lợn đã qua chế biến, trả lụa, dưa muối phát hiện vi khuẩn Salmonella. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 4 tháng 6 đến sáng ngày 5 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40mm đến 70mm, có nơi trên 150 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa lớn cục bộ và mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa xin kính chào và ngài loại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.